dầu mắt phải mưa đờn gió kép, cũng chiên trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông giấc hồn, cha mẹ tổ tông bảy đời, về cực lạc thánh thời an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹt mây mù dân gian bất thối, công phu vuông tròn. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay chị đã chia sẻ cho Châu Phú là một video quý vị qua đây sẵn ở bên Long Xuyên qua đây xa quá quý vị, thì Châu Phú nhờ chị chia sẻ thêm một hai video gì nữa nha quý vị. Qua đây Châu Phú mời quý vị và các bạn hãy đồng hành cùng Châu Phú và nghe chị có thể đọc những câu thiên văn giáo lý của Đức Thầy nha quý vị. Dạ em chào chị. Nam mô A Di Đà Phật. Vì tiếp theo đây là bài cho ông cò Tào Hảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng. Tam quy ngũ giới lòng hằng dình theo. Chúc ông thoảng nhã dẫn lèo, qua bờ giác ngạn sớm treo gương màu. Nơi cõi tạm sông sầu bể khổ, làng ngựa xe cám dỗ tao nhân, gây ra lắm nợ phong trần. Luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra, rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, đèn đạo tâm sáng rực soi đường, cầu tu cho được ngũ hương quay gươm trí quậy mà dương hải hùng, làm cho chúng phục tùng chân lý, trong sắc thân giám thị lục căn, đừng cho chung tính lăng hoằng. Ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, khoa ngũ quận rất lần tham ái, cội sân si cũng phải táo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thể hiện, dứt trừ tử sanh.
thanh tâm hồi hướng gốc lành, làm tôi Phật tổ chi thành chi chân. Dầu mắt phải mưa đờn gió kép, cũng chịu trì mà dẹp gai trong. Ngày nào đắc được lục thông, giấc hồn cha mẹ tổ tâm bảy đời, về cực lạc thánh thời an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công tu. Chúc cho đó dẹt mây mù, dân gian bất thôi công phu vuông tròn, đến ngày biển cạn non mòn tư ân đã trả chẳng còn tội căn. Nay ông nhập tử làm tăng, trước sau tuy khác thiện căn vẫn đồng, lắng tai nghe được tin hồng, tờ qua ít chữ gọi lòng chia vui. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, em cũng chân thành cảm ơn chị. Dạ. Và cũng chúc cho chị gặp nhiều điều may mắn trên con đường đạo pháp, và trên con đường mua bán bánh tráng của mình lúc nào cũng được thuận lợi và đắt khách hàng nhé chị. Dạ, cảm ơn Châu Phú. Dạ dạ. Thì qua đây Châu Phú cũng không quên kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn hơn. Thì qua video này quý vị và các bạn có gặp chị mà đẩy bánh tráng trên đường nhớ mua ủng hộ chị nha quý vị. Đây bánh tráng không đây. Thân ái kính chào và tạm biệt quý vị nhé.